tối 18 tháng 8, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, ngày 15 tháng 8, Quách Tuấn Anh sinh năm 2003, ngụ quận 4, nhắn tin rủ Trần Hoàng Thế Hải sinh năm 2003, ngụ quận Bình Thạnh và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè xem xe ai mạnh hơn. Sau lời rủ rê, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kè tốc độ. Các đối tượng chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để đua xe. Khoảng 20 giờ 30 phút, các đối tượng đi đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống xa lộ Hà Nội. Tiếp đó, nhóm quay lại cầu Sài Gòn thì bị Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh chặn bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 40 quái xế và 34 xe máy các loại. Công an cho biết các đối tượng tham gia đua xe đa phần là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, không có giấy phép lái xe. Các đối tượng đã sử dụng nhiều xe máy được độ chế chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế gặp ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương để giới thiệu về năng lực kinh nghiệm chống dịch của đối tượng Phan Quốc Việt, công ty Việt Á và đề nghị ông Thăng cho công ty Việt Á về tỉnh Hải Dương hỗ trợ phối hợp xét nghiệm chống dịch. Ông Thăng sau đó đồng ý. Tại nhiều cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng chủ trì và kết luận chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ký hợp đồng với công ty Việt Á. Trong quá trình công ty Việt Á thực hiện việc xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch tại Hải Dương, ngày 20 tháng 2 năm 2021, Phan Quốc Việt đến phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng đề nghị tạo điều kiện để công ty Việt Á được xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân, người lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau đó Phạm Xuân Thăng đồng ý giao cho công ty Việt Á là đơn vị chủ công trong công tác xét nghiệm cho tỉnh Hải Dương. Tại buổi gặp này, Việt đưa cho ông Phạm Xuân Thăng 100.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc họp mở rộng. Phan Quốc Việt được tham dự và phát biểu cho rằng CDC Hải Dương và công ty Việt Á có thể đạt năng lực xét nghiệm 60.000 đến 80.000 mẫu gộp một ngày. Ông Phạm Xuân Thăng đã kết luận chỉ đạo nâng công suất của CDC Hải Dương lên 60.000 đến 80.000 mẫu gộp một ngày, đúng như đề xuất của Phan Quốc Việt. Từ đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch do công ty Việt Á phối hợp CDC Hải Dương mở rộng phạm vi xét nghiệm. Ông Phạm Xuân Thăng cũng đã kết luận chỉ định Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm đợt 3 năm 2021 để CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền với công ty Việt Á. Quá trình điều tra, ông Phạm Xuân Thăng khai nhận đã được Phan Quốc Việt đưa 100.000 đô la Mỹ vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, được Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương đưa 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ vào khoảng tháng 5 năm 2021 tại phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng. Theo C03, thời điểm đó CDC Hải Dương đã mua hơn 226.000 kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất trị giá hơn 106 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định giá thành sản xuất kit xét nghiệm thực tế là hơn 143.000 đồng một kit. Như vậy, hậu quả thiệt hại tại tỉnh Hải Dương là hơn 73,8 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú tổ 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra tháng 7 năm 2023, qua mạng Internet, Phạm Ngọc Sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Từ đó, Sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam. Nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng súng bằng đồng, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh, Sơn đăng bán. Ngày 12 tháng 8, Sơn đem 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng tại bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Sau khi Sơn gửi hàng, Cơ quan An ninh Điều tra phối hợp với bưu cục kiểm tra phát hiện và tạm giữ 4 khẩu súng theo quy định. Cơ quan An ninh Điều tra đánh giá súng in 3D bắn được đạn thật là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ sở in 3D chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ in ấn, không tiếp tay cho các đối tượng in ấn các loại linh kiện vũ khí quân dụng. Ngày 19 tháng 8, bác sĩ Trịnh Hồng Nhật, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội về một bệnh nhân bị mổ lấy thận.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin anh M 34 tuổi ở xã Hòa Đông, huyện Trung Bắc, tỉnh Đắk Lắk bị mổ cướp thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo bác sĩ Trịnh Hồng Nhật, bệnh nhân được đề gặp là anh M ở xã Ea Kênh, huyện Trung Bắc, tỉnh Đắk Lắk, chứ không phải trú tại xã Hòa Đông, huyện Trung Bắc như mạng xã hội thông tin. Anh M bị sốt tại nhà 4 ngày, mệt nhiều, được đưa vào trung tâm y tế huyện Trung Bắc điều trị 1 ngày. Sau đó bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 21 giờ 23 phút ngày 9 tháng 8 với chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue. Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh tình của anh M không cải thiện, diễn biến nặng, bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp không cải thiện, tụt huyết áp. Do đó bệnh viện đã giải thích với gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Đồng thời bác sĩ đã nhiều lần động viên gia đình cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị, nhưng gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về. Thời điểm này bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa phủ tạng, suy thận rối loạn đông máu, toan chuyển hóa. Bác sĩ Nhật khẳng định bệnh viện không mổ cho bệnh nhân, ngoại trừ chọc kim vào tĩnh mạch đùi lấy máu để lọc máu cho bệnh nhân. Ngày 19 tháng 8, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết đã cứu hộ an toàn một cá thể tê tê Java quý hiếm khi phát hiện trong quá trình giao nhận hàng. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 8, ông V sinh năm 1964, trú thôn Đông Hưng, xã Quảng Đồng, huyện Quảng Trạch, làm nghề giao nhận hàng hóa. Khi tiếp nhận thùng hàng được gửi đến, thấy có tiếng động mạnh bên trong nên kiểm tra thì phát hiện một con vật có hình thù lạ, nghi là động vật hoang dã quý hiếm nên ông V trình báo với cơ quan chức năng. Hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch phối hợp với công an huyện đến kiểm tra xác định con vật là một cá thể TT Java quý hiếm. Theo đó, cá thể TT Java nặng 4,5 kg còn sống. Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch Phạm Hồng Khánh cho biết, cá thể TT Java là loại động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B, nằm trong danh sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức. Theo ông Khánh, địa chỉ nhận hàng và giao hàng hiện đang điều tra theo số điện thoại giao nhận. Khi nhận hàng, ông V chỉ chuyển qua điện thoại, không có tên người nhận và giao.